Thank you.
luôn nha. Cho phần giáo dục 59. Chú Lắng nhà Thánh Nguyên đây. À, Thánh Nguyên ở huyện nào? Phú Bình.
mình chỉ cần thôi. Về rồi hôm qua tới qua bây giờ chẳng phải xuống dưới đấy. Đi qua đường này. Đang dịch này đi lại rồi. Mấy con rồi? Hai đứa. Dạy thể dục à? Không. Trong bên kia. Trong con rể mình sáng nay anh đánh này. Từ Tân Thành. Từ thằng này còn Tân Thành không biết chơi. Tân Thành là thằng nào rồi? Quang Lệ. Không, nhưng mà thằng con rể thằng nào? Thằng Vị, đại lý. À. Biết không? Không. Tân Thành biết mấy thằng Tùng, thằng Hùng. Con rể lý. Con rể thứ hai. Qua ai chơi đâu. Trận bóng tốt, điểm cho thằng Hoàng Dũng 14-12. Tham gia thì phải có đội như thế này. Tôi nói là phải có phong trào. Phong trào không có. Đội nhỏ đội mạnh mới cọ sát được. Đánh đội yếu không lên được. Nhiều cung quá cũng khó đánh. Đấy rồi tránh nhau cũng không tranh nhau nhiều nữa, không bỏ. Có gì chắc này dâu vẫn thắng đấy. Chủ quan trùng hẳn rồi, tự nhiên trùng xuống. Sáng kêu to lắm, được quả nào quả ấy kêu to lắm. Không quân nữa. Điểm cho Phạm Hoàng Dũng. Chỉ có mỗi thằng số 18-13. Bóng ngoài điểm cho Phạm Hoàng Dũng 19-13. Lên 19 hả? Ừ. Có gỡ rồi đấy. Còn hai quả không gỡ được đâu. Cho hai thằng này vào đúng rồi. Không muốn lấy đẳng kia đấy. Này, nước đâu? Thằng nào? Thằng Lâm á? Ừ, thằng Lâm. Tự ái rồi nè. Yeah. Nên nó đánh khác rồi. Phải đi nó đánh khác rồi. Cảm ơn đội viên nói nhẹ có nghe quá là số 4. Số 5, áo số 5. Đội ra sân của các đội một chú thuộc cơ sở Chi Lăng. Vị trí số 1, áo số 10. Vị trí số 2, áo số 7. Vị trí số 3, áo số 2. Vị trí số 4, áo số 1. Vị trí số 5, áo số 11. Vân Nam 14-19. Đội nữ dân tộc và đội chú học cơ sở Chi Lăng thi đấu bên phần sân phía cánh phải trận bài. Nữ Hồ Hữu Dụng thi đấu ở phần sân phía bên trái trận bài. Không làm được.
sao chắn để cho Liên Nga 15-19. Điểm cho bằng 20-15. Đúng rồi. Người ta không, người ta không đập mà người ta bỏ. Với tỷ số 21-17.